Đây là cái điểm câu mới của mình nha các bạn. Chỗ có lạch suối nó chảy ra sông Sông Ba. Đấy. Đấy, rất là đẹp. Đấy, chỗ đây cái lưới cá rồng này rất là nhiều. Đấy các bạn. Đấy. Lạch suối. Suối ra Sông Ba này, chuột cá bát ngát. Cây gì mà lá màu vàng hay vậy ta? Đấy, anh phao đi, phao đi. Phao đi, phao đi. Phao đi. Được như đây rồi các bạn. Đó. Chỗ cái suối đây là được như đây rồi này. Chụp đã. Chạy đâu các bạn ơi, mình chỉ thích câu cá rầm thôi. Càng nữa cái chạy đâu đâu rồi, rớt đâu đây chạy đâu. Anh gì mà lúc phao dữ con. Đấy. Chạy đâu. Cái anh các bạn, cái anh nha. Anh đi con. Đấy, sao nhấp đấy. Chạy đâu. Chạy đâu trộm. Đấy, thấy chưa các bạn, thấy chưa. Đâu có lưới, cái rầm là nghệ thuật. Ui, vô con này. Cái bụng ở chân bang trời, wow, con cái. Bây giờ các bạn thấy con cá lúi mà dài chưa? Đấy, trời, wow, cá lúi. Thấy chưa? Trứng không là trứng. Đấy. Trời, em đã vào. Cái hàng nữa này. Anh đi,
lưới câu, cái lưới cá rầm là một nghệ thuật nha các bạn. Ui trời, khó lắm, phải đơn giản à. Em cái phèo nó nhấp là bỏ ở đây chưa đâu. Anh các bạn, anh này. Chạy đâu. Thấy chưa? Thấy trứng chưa? Trứng quá trời trứng nha. Cái anh nữa nha các bạn. Anh đi. Đi sao đấy. Chạy đâu. Đằng này cá rô. Rồi con cá rô. Cá rô. Anh chọn. Chập rầu. Kéo đi đâu. Đây là cá rô. Bách rô. Bách tắc hết. Chặt rồi các bạn ơi. Các bạn. Chạy đâu chào lại chặt nữa ta. Lại chặt nữa. Các anh này con. Mày chạy đâu quất lại trật nữa ta, chờ ba lần rồi nha. Lần này là không có sấy nữa đâu. Các anh. Cái con chuột chuột ở đầu trên cái phao không biết nó ăn này như thế nào đây. Chạy đâu. Trời ơi, wow, cá rô gì chút xíu kêu vậy trời. Dài đi phá màu con. Tàu lấu. Gà bắt về cho gà ăn. Cái ăn nào thôi. Nhấp. Dài, con nói dài. Nhấp, lúc được con, ăn kéo chị chứ. Cá ăn các bạn, lại ăn nữa. Đâu, im lưu nữa không? Im lưu, mới đi riêng cái im lưu nữa đâu. Cá ăn các bạn. Này là mày chắc mày cho tao. Rồi, im lưu rồi, mới hầm đang cái nó im lưu mất ông nậu. Trời, cá lạ kỳ không? Đây. Ăn. Đâu, vó hèm quá. Tủ trà nè. Chưa. Ngậm mấy con. Thấy chưa? Con như khủng vậy nha. Trời, thấy chưa? Quay vô cái cũng có lối nó bự.
sao bự đấy. Nãy giờ không biết như là à, còn có rầm chẳng hạn có lưới theo các bạn, theo giữa màn hình đó các bạn thấy không? Đấy, câu cái lưới có rầm đó chua như lấy gì giấm chứ đâu dễ nuốt đâu. Giờ cá nó chậm ăn rồi các bạn ơi, bây giờ hết rồi, ăn mới nói đĩa tổ trà nè. Chạy đâu con trào qua rô ở là rô đi xíu xíu về con ơi, chưa làm mất con trục của tao. Ok nha các bạn. Mới dễ im đâu rồi. Chạy đâu con. Đấy, nãy giờ canh nãy giờ rồi, con này còn nhỏ to to chút nữa nó ngon ạ. Vậy vậy có trứng rồi chứ hả, vô sọt con cá này các bạn đấy, đâu từ 1 giờ tới giờ đấy, giờ với con 3 giờ rồi. Tiếp tục quen cần, tiếp tục thả. Cá ăn các bạn. Rồi, mới đĩa cá lạ kỳ ta, ăn những thử màu một chút nhé, không ăn cho đàng hoàng nhé, ăn giấy cá ăn. Chạy đâu con ở đây đấy, chút chút giấy cái gì đâu. Đi đâu? Vô đây chứ giấy đâu con? Đấy, tiếp tục thả màu. Cái ăn nữa các bạn. Ăn đi con, ăn đi. Màu thơm lắm, ăn đi con. Chụp đĩa trong về chắc nhỏ mì nhon là sao, ăn gì đĩa chút vậy con. Ầm vô chứ. Ầm nữa chứ con, ôi được cái con này vậy, dính cái gì rồi, dính gốc rồi con, bà con ơi, cái ăn nữa các bạn, ăn đi. Chạy đâu trời ơi, trật rồi, tiếp tục thả màu, nãy trật lắc. Chán ăn dễ mà giật tật mất, trời ơi trời. Thế giờ sao giờ nó im râu vậy không? Trời mưa gần tới rồi, sấm sét rầm rầm rồi.
Rồi rồi. Chắc thêm ráng chút nữa chúng mình dừng clip đây nha các bạn. Rồi thêm chút nữa thử ăn nữa. Đấy, ăn. Chạy đâu con? Chạy đâu? Đấy. Còn cái rồng. Đấy. Chưa, ở đây giờ có 20-30 con giờ có tiêu rồi vậy. Ăn ngon. Đây, vô đây con. Đây, tiếp tục quen màu. Cái ăn các bạn, cái ăn đâu. Ăn con, rồi, đứng im rồi. Im đâu rồi. Đang đã áo phao lượng ở dưới màu thơm để mà chơi không ầm chạy chứ các em chạy đâu con đấy. Bây giờ đợi em lâu lắm rồi. Ăn cho mạnh lên chứ, ăn gì giấy mà. Mưa tới rồi, gần tới rồi. Ê, vô đây em. Đấy, các bạn thấy cá chưa? Đấy, chưa. Rồi. Thôi video mình kết thúc đây nha các bạn. Hẹn các bạn video sau. Trời mưa rồi, mình lo thu xếp mình về. Thân ái chào các bạn.